Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, có biết bao nhiêu người con ưu tú đã ngã xuống. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Chính người cũng đề nghị lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 làm ngày thương binh toàn quốc đầu tiên để nhân dân Việt Nam có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, tình cảm thắm thiết và lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách đối với thương binh liệt sĩ và người có công với đất nước. Tại tỉnh Lào Cai, mặc dù điều kiện thực tế còn rất nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, các cấp chính quyền, các ban ngành đã có nhiều nỗ lực để giải quyết chế độ ưu đãi và chăm sóc cho người có công, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Đầu tháng 7 này, gia đình ông Vàng A Hồ đón nhận niềm vui lớn với 50 triệu đồng hỗ trợ của nhà nước cộng với sự giúp đỡ, chia sẻ của người thân, bà con hàng xóm. Ông Hồ đã xây dựng được ngôi nhà khang trang thay thế căn lều cũ. Nỗi bất an khi mùa mưa lũ đến đã được xóa bỏ. Ngôi nhà mới xây là nguồn động viên lớn để gia đình ông vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất. Bây giờ thì chắc chắn rồi, bây giờ không lo sợ nữa, không lo mưa, lo nắng nữa, bây giờ ổn định rồi thì hai ông bà già cảm thấy phấn khởi, rất phấn khởi là vì được Đảng Chính phủ nữa giúp nữa rồi, hai ông bà bây giờ phấn khởi quá, hết sức phấn khởi. Cùng với cả nước, các địa phương của Lào Cai đã dành nhiều sự quan tâm, tri ân đến những người có công và thân nhân của họ, đặc biệt là quan tâm hỗ trợ về nhà ở. Các địa phương đã chủ động huy động nhiều nguồn lực để sửa chữa nhà ở cho người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, khơi dậy phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn thể nhân dân. Tại huyện Bát Sát, theo rà soát, huyện còn 96 hộ trong diện được hỗ trợ làm nhà ở, trong đó có 71 căn nhà cần làm mới. Địa phương này đang đẩy mạnh triển khai, phấn đấu đảm bảo đúng tiến độ, giải ngân 70% vốn hỗ trợ nhà nước trước ngày 30 tháng 9 và hoàn thành xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công trước tháng 11 năm nay. Huyện Bát Sát cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch và đã triển khai đến các xã thị trấn. Hiện nay thì những cái nhà ở của người có công mà đã tự ứng kinh phí để xây dựng nhà ở thì huyện cũng đã chỉ đạo cho các xã là nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu các cái công trình theo như hướng dẫn. Thế còn các cái nhà chưa làm, còn 39 nhà mà chưa làm thì huyện sẽ triển khai để cho các hộ làm nhà. Huyện ủy và ủy ban dân huyện chỉ đạo cũng rất là sát sao, cũng cố gắng để hoàn thành theo đúng tiến độ. Việc chăm sóc người có công không phải là nhiệm vụ riêng của một cơ quan ban ngành nào, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Và thực tế là tại Lào Cai, công tác này luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền, các tổ chức cá nhân. Ngoài thực hiện hỗ trợ về nhà ở, trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tới đây, tỉnh Lào Cai cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tri ân những người có công với cách mạng và gia đình của họ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Sở Lao động Thương binh Xã hội của chúng tôi cũng rất là quan tâm, vừa là tham mưu cho tỉnh cũng như là phối hợp với các cấp các ngành, đó là xây dựng cái quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thì ngay từ tháng 5 thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái ngành và tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để phát động những đợt vận động ủng hộ quỹ. Và có thể nói là đến tại thời điểm này thì quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh cũng đã vận động được trên khoảng 1 tỷ 3 đồng. Và phấn đấu năm 2018 đến hết năm nay thì sẽ phấn đấu vận được động được khoảng 4,5 tỷ đồng, và cái nguồn vận động và được xây dựng cái quỹ đền ơn đáp nghĩa này thì cũng sử dụng vào các cái mục đích để hỗ trợ nhà ở cũng như là chăm sóc và thăm hỏi tặng quà đối với người công nhân cách mạng ở trên địa bàn của tỉnh. Sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành và cả cộng đồng là nguồn động viên, tạo động lực lớn lao để những người có công và gia đình họ vững bước vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của quê hương Lào Cai. Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tan thương.
Cùng với sự quan tâm chăm lo của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp và nhân dân, thì chính người có công và gia đình của họ cũng đã luôn nêu cao truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu để vươn lên trong học tập, trong công tác và lao động sản xuất. Trở về với đời thường sau chiến tranh, phải đối mặt với không ít khó khăn, thế nhưng những thương binh, bệnh binh vẫn cẩn mẫn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực vươn lên trở thành những người tàn nhưng không phế, là tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường. Một mô hình kinh tế trang trại tổng hợp với 1.000 trụ thanh long ruột đỏ, hàng trăm gốc mít nghệ, chanh tứ mùa, 200 gốc bưởi đào, 1,3 hectare ao thả cá, trên 10 hectare rừng, cùng nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác. Ít ai nghĩ rằng chủ của trang trại này lại là một thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động. Kể từ khi rời quân ngũ đến nay, với hai bàn tay trắng, thương binh Vũ Xuân Khánh cùng gia đình đã vượt qua mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng trang trại tổng hợp, vườn, ao, chuồng, rừng rộng hàng chục hecta, có giá trị gần 5 tỷ đồng, mỗi năm cho thu hoạch hàng tỷ đồng. Cái trước hết là cái quyết tâm ham học hỏi và là dám nghĩ, dám làm là của bản thân. Nếu là có một giống cây trồng vật nuôi gì mới lạ thì là bản thân tôi trực tiếp đầu tư là đến tận nơi tham quan học hỏi và mắt thấy tay sờ về, sau đó với áp dụng là đối với gia đình. Tinh thần của những người lính năm xưa không chỉ thể hiện qua việc phát triển kinh tế cho gia đình mình mà còn qua những đóng góp của họ với quê hương làng bản, vượt lên những đau đớn do thương tật chiến tranh để lao động sản xuất. Nhiều cựu chiến binh còn năng hái tham gia tổ chức chính quyền, đoàn thể ở địa phương, làm gương để vận động bà con nhân dân đóng góp sức lực cùng xây dựng quê hương giàu đẹp. Kinh nghiệm sống, chiến đấu và những việc làm thực tế của các thương binh, bệnh binh, những người từng trải qua cuộc chiến tranh cam go khốc liệt và những gian nan thời bình đã có tác động sâu sắc lan tỏa tới cộng đồng. Khó khăn thì phát huy cái bản chất anh bộ đội Cụ Hồ thì ở lĩnh vực nào cũng phải cố gắng tham mưu chính quyền địa phương về mọi mặt, về gia đình thì phải cố gắng vươn lên trong sản xuất thì để phát triển kinh tế. Có thể khẳng định những năm qua tại các địa phương của Lào Cai, những người có công và gia đình họ đã thực sự phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống, trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cũng tạo nhiều thuận lợi để những người có công với cách mạng và gia đình họ có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Những cái trường hợp ốm đau thì chúng tôi cũng huy động những cái nguồn lực, đặc biệt là những cái tổ chức chính trị xã hội của huyện cũng tích cực tham gia quyên góp vận động, đặc biệt là cùng với cái nguồn mà huy động cái vận động cái nguồn ủng hộ quỹ đền ơn nghĩa năm 2018 để có thêm cái nguồn và tạo cái động lực để hỗ trợ các gia đình thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách có điều kiện, thứ nhất là về cái phát triển kinh tế rồi là xóa đói giảm nghèo và nâng cao cái điều kiện sống và để đảm bảo cho cái hộ gia đình người có công cách mạng có cái mức sống bằng và cao hơn cái mức sống của cái dân cư cùng nơi cư trú. Hiện nay thì trên toàn huyện thì đối với các đối tượng thương binh, bệnh binh thì trên huyện chúng tôi cũng không có cái trường hợp nào là thuộc diện hộ nghèo. Chỉ có một số cái trường hợp hộ cận nghèo, những cái trường hợp đặc biệt thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch và có những cái giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho các hộ gia đình kịp thời khắc phục cái hoàn cảnh khó khăn và vươn lên trong cái cuộc sống hàng ngày. Đất nước độc lập, dẫu vết thương chiến tranh vẫn đeo đẳng, nhưng các thương binh, bệnh binh trở về đang thực sự hòa nhập với cuộc sống đời thường, phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, sống và làm việc có ích, trở thành những tấm gương sáng cho cộng đồng học tập noi theo. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.